để mà sang quân đoàn fan gà bẹt cô ngân gồm. Thì mấy bữa nay mình nhận được đó là những cái trên TikTok tụi nó đú mọi người để mà kiểu fan gà bẹt mình thuộc quân đoàn gì đó, cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định là qua bên đó để mình đú trên TikTok. Xin không. Và bây giờ mình sẽ đi xin bạn Tú Hảo để mà được vào quân đoàn đó nha mọi người. Và clip này thì mình sẽ để những cái TikTok của mấy bạn đó, mọi người sẽ được nghe giọng. Xin không, có những bí nói chuyện rất là dễ thương. Nhưng mà mình sẽ quyết định là ở bên quân đoàn này lâu một chút, chẳng hạn như là tặng những món quà nè, rồi các thứ này nọ kia cho thành viên của quân đoàn fan Gia Bạc Cô Ngân. Và mình mong là quân đoàn này sẽ càng mạnh và càng nhiều chi nhánh khác nhau nữa. Ok, bây giờ mình sẽ gọi Tú Hảo dậy nha mọi người, giờ này chắc nó ngủ rồi. Áo đã mời vào quân đoàn fan được thế nhờ. Ok, thì mình đã được kỳ cựu, mình đã được trưởng quân đoàn cho vào rồi nha mọi người. Thì để mình coi thử coi quân đoàn này, ui, lắc lư cùng GBCN được thế nhờ. FGB, FCN, quýt lớp, ui, xịn xò combo liền. Ngay tạo, hơn một năm rồi mọi người, từ tháng 5 năm ngoái. Ôi, bữa nay tháng 9 năm nay, được thế nhờ. Nghe câu slogan lắc lư cùng GBCN là thấy hấp dẫn rồi đó mọi người. Để mình kiểm tra thêm, ui, 47 thành viên nè, được thế nhờ. Nhưng mà vẫn có người online nha, pin chơi dữ quá. Ui, cái gì đây, GBTV. Ôi, GBTV không về quân đoàn cao đó là có một chủ đích rồi đó mọi người. Thấy mình đó hả, là suy nghĩ của mình là mình đi qua quân đoàn fan là cách đây 3 ngày rồi. Thế là các bạn đi theo mọi người. Mặc dù hôm nay là mình mới vào để mà làm clip, nhưng mà ý định của mình là lâu lắm rồi, chứng tỏ là bắt trước nha mọi người. Trời ơi, muốn vào đây là phải làm trend TikTok. Bây giờ mình sẽ đi dụ các bạn để làm trend TikTok. Các bạn ơi, các bạn đủ trend TikTok không? Đủ trend TikTok không? Hồi nãy á, mở thấy anh ở trong quân đoàn fan kia bạn cô Ngân á. Cái anh thì bây giờ vào trong đó là phải đú trend TikTok. Giống như vợ nè, nhìn vợ nè. Nhìn vợ nè. Hello mọi người, mình là cô Ngân, thành viên của quân đoàn fan kia bạn cô Ngân. Phải nhìn thế này nè. Đó. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là cô Ngân. What? Nhanh lên. Mà bảo đú trend chứ không phải mình nói nhảm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là GBTV, là thành viên của quân đoàn fan Gỡ Bạc Cô Ngân. Rồi. Xong cắt rồi, biết. Xin so liên. Ui, kỳ cựu ở đây là Hảo nha mọi người. Hảo xít, Hảo bị buồn. Ui, được thế nhờ. Hello mọi người, mình là Hảo, là chỉ huy của quân đoàn fan Gỡ Bạc Cô Ngân. Ui, tiếp theo là bạn kỳ cựu đúng không? Kỳ cựu là Tâm nè. Ồ, kỳ cựu là Tâm ML. Tiếp theo là Mít, bạn này tên Mít mà do là điện thoại của mình toàn là dấu chấm hỏi thôi mọi người. Ui, Mít xịn do Kim Cương 2, huyền thoại 3 luôn mọi người. Hello mọi người, mình là Mít, kỳ cựu quân đoàn fan Gà Bạc Cô Ngân. Được thế nhờ. Tiếp theo là bạn Pin nè. Hello mọi người, mình là Bin, là một thành viên của quân đoàn fan Gà Bạc Cô Ngân. Ôi, thấy chưa mọi người nghe giọng hơi bị dễ thương luôn á nha mọi người. Mình vào đây là chủ yếu là để nghe giọng mấy bạn fan của mình đó. Ái nè, tiếp theo là một bạn Ái nè, bạn Ái là gái. Ôi, Yami xịn sò thế. Yami cũng rất là dễ thương luôn. Hello mọi người, mình là Yami, mình là thành viên của quân đoàn fan Gà Bạc Cô Ngân. Ngân tạ đây. Ôi, dễ thương thế nhờ. Hello mọi người, mình là Ngân, là thành viên của quân đoàn fan Gà Bạc Cô Ngân. Nhưng mà đa số mình thấy là mấy bạn ở trong quân đoàn fan này hình như là chưa có thẻ vô cực. Chắc là bữa nào mình sẽ tặng quà cho mấy bạn này. Mình vào đây sẽ là tặng quà và tặng thẻ vô cực cho mấy bạn fan. Mấy bạn này chắc là ủng hộ mình lâu lắm rồi.
Linh Miu chắc là vừa mới vào chưa đổi tên nè, mới 90 danh dự à. Chiêu, ui mình lại nhớ cái gì Baby Shark. Hello mọi người, mình là Chiêu đây. Mình là thành viên của quân đoàn Fan Girl và Cô Ngân. Ôi, bảo bạn này hát dễ thương lắm. Cho nên là mình sẽ quyết định là bữa nào mình sẽ chơi game cùng Chiêu để Chiêu hát cho nghe Baby Shark. Ôi, được thế. Bạn này là... Ui, một bạn chấm hỏi mình không biết. Bạn Đăng nè, Gấu nè, Mai nè. Ôi, bạn Mai. Hello mọi người, mình là Mai đây. Mình là thành viên trong quân đoàn Phan Cao Bạc Cô Ngân và cũng là công chúa xinh nhất quân đoàn. Bạn Mai này cũng chưa... À, mùa trước có mua nhưng mà mùa này chắc là chưa mua rồi. Tiếp theo là Điên Tạ. Ui. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Điên. Mình đến từ quân đoàn Phan Cao Bạc Cô Ngân. Thanh niên này mình được mệnh danh đó là sát thủ đó mọi người. Do là nó chơi ma sói với tụi mình, nó hay làm sát thủ và nó hay giết mình lắm. Cho nên là mình cay. Ôi, Monopin, cái này chắc là Monopin hả ta? Phải không? Hôm bữa mình nghe thông tin là Thả Tiên là người yêu của Pin, mà Pin lại là người yêu của Mon. Suy ra là cuộc tình tay ba giữa trai và gái. Ui, 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 xịn sò thế. Đây là bài Thư Tạ nè. Thư nè, dễ thương thế nhỏ. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Thư và mình là thành viên của quân đoàn Phan Cao Bạc Cô Ngân. Nhưng mà hầu như cũng chưa có thẻ vô cực đâu mọi người. Huệ nè, à bên này bạn Oanh nè. Hello mọi người, mình là Oanh, là thành viên của quân đoàn Phan Cao Bạc Cô Ngân. Mình sẽ lướt qua những bạn mà kiểu mình thấy ở trên TikTok á, thì Hảo có gửi cho mình là một số bạn là có tiếng nói, có giọng nói, nên là mình sẽ review, tập trung review vào những bạn này để clip khỏi bị dài nha. Đây là Oanh nè. Ồ. Phương này có clip không ấy nhờ? Phương này cũng dễ thương nè. Ui, bạn này có mua thẻ vô cực nè. Kim Cương cũng là Kim Cương 2 rồi. Top 1 cũng khá là nhiều luôn. Mùi Tạ nè, nghe cái tên cũng khá là dễ thương nhờ. Xinh á. Nhưng mà hình như là mình phát hiện ra mọi người, đây là Pin. Úi, quân đầy sao hai Pin vậy, rồi mình biết Pin nào có chịu có tiếng nói và Pin nào không có tiếng nói vậy. Nà ní. Đây là Huyền. Ôi, cũng là Kim Cương 2 tính ra. Mọi người cày ranh còn ghê hơn cô Ngân nữa. Đây là bạn Na. Ui, Na Na. Nghe tên là thấy dễ thương rồi đó mọi người. Hello mọi người, mình là Na đây. Mình là thành viên của đoàn fan các bạn cô Ngân. Má ui, Trang nữa nè. Trang là bò sữa. Ui, cũng huyền thoại luôn rồi. Rồi, mình là Trang, mình là thành viên mới của quân đoàn Fan Girl và cùng. Tính ra là mình không thèm cày view, mà tính ra fan của mình tập trung là chơi game. Chơi game ít thôi nha, lo học đi. Tôm nè. Hello mọi người, mình là Tôm, là một thành viên của quân đoàn Fan Girl và cùng Ngân. Ôi, bạn Tôm nè, này là cái clip mà mình gặp đầu tiên. Sau đó là mình bảo mọi người trong quân đoàn là hãy phát bắt chin của bạn này đi. Đó, xin so combo thế. Aria. Là Aria, thành viên của quân đoàn Fan Girl và cô Ngân. Ôi, Aria. Nhưng mà Aria này chắc mới vào quân đoàn nè, cũng chưa đổi tên. 2000 danh dự rồi, chắc bạn này không biết là mình sẽ tài trợ cho bạn này thẻ đổi tên. Aria Linh. Ôi, à mình phát hiện ra là cái áo màu cam này là áo chin mọi người. Thì đây là áo quân đoàn luôn á, quân đoàn Fan Girl Bạc Cô Ngân. Nhưng mà thật ra là mình không có thích màu cam, nhưng mà mấy bạn này chọn màu cam để làm áo quân đoàn. Xịn xò liền. Úi, có bạn nào tên cười nữa hả? Nghe lạ thế nhờ. Hình như là cái này mới lập ặt lại á, mình thấy khá nhiều bạn luôn. Khá nhiều bạn là lập ặt lại, bạn Linh này cũng lập ặt lại nè. Nhưng mà sao mọi người để tên giống nhau vậy? Hai Linh, hai Bin luôn mọi người à. Bạn Hân nè.
Chào mọi người, mình là Hân và thành viên trong quân đoàn fan của Bạc và Công Ngân. Ui, khủng long. Con voi. Uầy, dễ thương thế nhờ. Khá nhiều bạn mới lập ạc luôn. Hình như là có 4 bạn mới lập ạc. Bạn Phúc nữa nè, và bạn Heo nè. Mình không biết là lý do là do bạn đó mất ạc hay là sim cô Ngân với Gao Bạc rồi bắt đầu là thích cho nên là muốn vào quân đoàn fan. Hầu như là fan của mình đều là như vậy hết. Hello mọi người, mình là FG3F Channel Heo nè. Mình là một thành viên của quân đoàn fan Gao Bạc cô Ngân. Thì clip của mình hôm nay á, là chủ yếu là để show giọng nói, và mình muốn là vào quân đoàn fan để giao lưu và sẽ tặng quà cho các bạn, và mình mong là quân đoàn của fan sẽ càng ngày càng mạnh và yêu mến mình hơn. Mình sẽ giao lưu ở quân đoàn này chắc là khá là lâu, mình sẽ tìm hiểu và chơi game cùng mọi người ở chung quân đoàn này thật là nhiều nha mọi người, và mình mong là tất cả mọi người sẽ học thật là tốt và ít chơi game lại nha. Ok, thì chắc là clip của cô Ngân đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo. Hello mọi người, mình là Như, là ác quỷ của quân đoàn fan Gao Bạc cô Ngân. Hello mọi người, mình là Phụng, mình đến từ quân đoàn fan Gao Bạc và cô Ngân.